Một năm cũ sắp qua và năm mới sắp đến, hãy tạm quên đi những phong cách trang điểm đơn giản hàng ngày mà thử đổi mới bản thân với những make up phá cách hơn. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Bước thứ nhất là kẻ lông mày. Khác với mọi khi, hôm nay bước trang điểm đầu tiên lại là kẻ lông mày. Dùng kẻ mày dạng gel của Anastasia, kẻ một đường lông mày cong đậm và dày, trải lại đường lông mày để lông mày tự nhiên hơn. Sau đó dùng cọ nhỏ dẹt đi lại kem che khuyết điểm vào xung quanh viền lông mày để lông mày được gọn gàng sắc nét. Bước thứ hai là eyeshadow. Lại một sự khác biệt nữa là hôm nay chúng ta sẽ make up mắt trước khi đánh nền. Dùng chính kem che khuyết điểm của bạn tán luôn lên bầu mắt để làm kem lót mắt. Sau đó dùng mút phủ phấn set lại lớp che khuyết điểm ở mắt. Bằng mắt mà vlogger của chúng ta lựa chọn ngày hôm nay là Naked 3 và Morphe Jaclyn Hill. Đầu tiên là màu Limit của Naked 3, một màu nút hồng nhạt, đánh ngay ở phần hốc mắt, tán đều lên phần trên của bầu mắt bằng cọ vung cỡ vừa. Tiếp theo là màu đỏ nâu của bằng Morphe Jaclyn Hill, cũng đánh vào phần hốc mắt, tán lại một lần nữa để hai màu mắt tan vào với nhau. Cuối cùng là màu nâu đậm cùng trong bảng mắt này và lặp lại các bước đánh mắt như trên. Điểm mấu chốt của make up mắt lần này chính là ta sẽ dùng concealer đánh vào phần bầu mắt dưới. Đây là bước đầu tiên để ta vẽ được đường cắt như ý trên đôi mắt. Sau đó dựa vào đường line vừa kẻ bằng concealer, ta dùng cọ mảnh nhỏ để chấm vào nhũ và kẻ thêm một đường line nhũ bạc ở phần giữa bầu mắt. Kết thúc phần eyeshadow hôm nay là một màu nút nâu, tán đều ở 1/2 bầu mắt dưới. Bước thứ 3 là eyeliner, kẹp mi, chuốt mascara và mi giả. Kẻ đường liner đen nhưng phải thật mảnh từ đầu mắt đến đuôi mắt, sau đó vuốt lên phần đuôi. Vì make up mắt hôm nay khá đậm nên ta bắt buộc phải dùng đến mi giả. Trước hết hãy kẹp sát chân mi và chuốt lót một lớp mascara. Sau đó mới dán mi giả, các bạn nhớ kẹp lại mi thật và mi giả lại với nhau nhé. Bước thứ tư là lớp nền, sử dụng primer của Too Faced làm lớp lót. Chấm kem nền của Estee Lauder Double Wear màu Desert Beige lên toàn bộ gương mặt. Kem nền của hãng này được đánh giá là khá tốt bởi độ che phủ cao và bền màu. Sản phẩm này rất hợp với các bạn da dầu và nhiều khuyết điểm. Nhưng để lớp nền hoàn hảo hơn, bạn vẫn nên dùng thêm một lớp concealer cho quầng thâm mắt và những vết thâm mụn. Bước thứ 5 là contour. Để phù hợp với make up ngày hôm nay, ta sẽ tạo khối gương mặt đậm và sắc nét. Chấm contour dạng kem lên xương gò má, xương quai hàm, hai bên sống mũi và cằm. Đánh tan kỹ phần khối bằng cọ. Xét lại lớp nền và khối bằng phấn phủ. Quay trở lại với phần mắt một chút. Sau khi đã xong lớp nền, ta dùng màu nâu đỏ đậm ban nãy đánh ở bầu mắt để đánh xuống phần mi mắt dưới và chuốt mi dưới với mascara. Bước 6 là phấn má. Vì make up mắt đậm nên ta hãy tiết chế hơn với phần má, sử dụng màu nút nâu cam nhạt để tán lên gò má, đủ để gương mặt trông tươi sáng hơn mà thôi. Bước thứ 7 là son. Với phần son hôm nay, ta sẽ dùng màu nút cam sữa Kinda Sexy của MAC đánh phun môi. Sau đó chấm màu đỏ đất top của 3CE vào lòng môi. Bặm lại cho hai màu son tan vào nhau, để màu son được thẫm như ý muốn. Ta dùng màu nâu của bảng mắt để chấm vào lòng môi. Bước cuối cùng là highlight và make up cá tính cho mùa lễ hội cuối năm đã hoàn thành. Chuyên mục make up đã kết thúc chương trình 100 độ fashion tuần này. Mọi kỳ đóng góp quý vị xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo số điện thoại 024-220-8288 hoặc qua trang Facebook của truyền hình kinh tế tài chính VITV. Ekip của 100 độ fashion luôn đồng hành cùng quý vị trên con đường làm đẹp và phong cách. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.